shopnow.vn, à, click quên, giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhhao.vn. shopanhhao.vn. Ok, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng do cho tất cả các bạn cùng xem nha. Đây là một vị tướng xạ thủ khá là mạnh, nhưng mà đối với mình thì mình thấy nó cũng bình thường, không có gì quá đặc biệt cả các bạn ạ. Trừ cái khả năng của nó phóng bắn như châu cuối, nó xa vãi trưởng ra luôn. Và tốc độ bắn của nó sẽ nhanh hơn cả vị tướng Lavi nữa các bạn. Cái vị tướng do này thì mình cũng đã làm clip rất là nhiều rồi. Và trận nào thì mình cũng xanh như cái bánh xe bò hết trơn á. Hôm nay thì mình đọc bình luận thì mình thấy nhiều bạn comment về vị tướng John với cả Teo thì mình đã làm Teo rồi. Bây giờ tới lượt John nha. Lên sóng anh em ơi. Này úp clip trễ anh em gọi là thông cảm nhá. Tại vì ngủ thôi mình tôi nhắc lại tôi cũng thấy ghê gớm vãi cả trưởng ra các bạn ạ. Chả hiểu kiểu gì luôn. Sáng ngủ gọi là tối hôm qua là ngủ từ lúc 10 giờ tối. Ngủ cái gì mà tới sáng nay gọi là lúc 7 giờ hay là hình như 8 giờ mới dậy. Đó. 7 giờ mấy 8 giờ ấy, dậy làm clip xong. Trời ơi, úp xong cái đi ăn. Ăn xong ngủ một bạch đến giờ luôn. Trời đầu sáng tôi cảm thấy mình ngủ gọi là ngủ ghê trời. Không biết sao ngủ nhiều vậy luôn ấy. Khiếp hồn luôn. Ngủ nhiều quá mình cảm thấy nó run sợ luôn đấy các bạn. Ba 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 ba. Ui ư thôi được rồi bình tĩnh. 2 đánh 1 không chuột cũng què. Thôi được rồi. Đường đảng làm thế. Bắn đau thế, người ta sao chịu nổi. Hôm nay mình chơi trang phục mặc định nha các bạn. Tại vì cái nick này của mình nó không có trang phục gì hết trơn á. Có đúng cái trang phục mặc định thôi. Nhưng mà các bạn đừng có lo. Mặc định hay là trang phục có hiệu ứng kỹ năng bậc S, bậc S đi chăng nữa thì đối với mình nó cũng giống như nhau thôi. Không có được tăng sức mạnh gì đâu các bạn ạ. Đầu tiên thì trận này mình sẽ lên cho nó cái gương sấm sét nha các bạn. Gương sấm sét xong rồi mình sẽ lên cho nó cái thánh kiếm. Gương sấm sét này này, đó. Gương sấm sét thì nó có cái nội tại rượt rượt TT nó rất thích hợp dành cho vị tướng John. Khi mà hai cái nội tại nó kết hợp với nhau này. Đù. Cái gì đây mấy anh? Mấy anh với chị làm gì đây? Ừ. Muốn gì đây? Muốn cái gì đây? Trời ơi. Bắn cho chết này. Ui nó hồi máu kìa các bạn. Xém thì nó là toang với mình rồi. Xém nữa thì nó toang với mình rồi. Cái định mệnh. Ta ra chết bạn rồi. Đù. Thì ra là có chiếu cuối các bạn ạ. Có chiếu cuối. May hả bưởi. Ta ra chạy được đấy. Nhưng mà bị tướng Phoenix chết rồi. Ai cho chạy mà đòi chạy? Trời ơi, tớ cho chạy nhưng mà đồng đội tớ không cho vào đấy. Người bạn chạy đường nào. Ngọn này hình đào quá các bạn ạ. Ý, bụp chiêu. Một phát. Ơ, định mệnh cái trụ này. Ơi, trụ ơi là trụ. Bắn người ta hoài vậy khốn nàng. Ui trời ơi, nó bắn mình 3 phát liền các bạn ạ. Bắn như một cái nè. Chiêu cuối nó là một cái chiêu có thể nói là nỗi khiếp sợ dành cho những các bạn đang ít máu và chuẩn bị biến về các bạn. Nhưng mà gặp một cái người nào đó có cái tư duy gọi là bắn nó phải gọi là chuẩn xác 100% thì mới ngon. Nhưng mà đối với mình thì không ngon các bạn. Mình chơi John cũng không phải là nhiều ấy. Ít lắm. Lâu lâu mới chơi một trận thôi. Mặc dù mình chơi không có tệ nhưng mà con này nó tù quá. Nếu mà các bạn gặp support ngon ngon ấy thì đỡ. Chứ nếu mà gặp support mà không biết chơi là cầm con này là phế luôn đấy các bạn. Nó tùy thuộc, phụ thuộc vào người chơi support rất là nhiều. Bởi vậy đâm ra thì mình ít khi chơi những con tướng như là sở do lắm. Mình thường thường mình chơi sở lim ấy. Những con tướng mà nó có chiêu chạy ấy. Sở lim hay là violet hay là whip rồi đấy. Chứ John với cả teo nát nó phụ thuộc vào support. Gọi là phụ thuộc chính vào support ấy. Kể cả các bạn có kỹ năng cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng mà gặp mấy anh support ngáo ngáo ngơ ngơ thì cũng khả năng cũng tạch. Chứ không lẽ bây giờ mình cứ đi núp lùm hoài. Không bắn không được đúng không? Mà mình thò đầu lên một cái không có support bảo kê một cái sát thủ tem bạn nó bảo nó húp úi trời ơi muốn chuồn chuột luôn là loang toang loang các bạn ạ. Ây ôi trời ơi đem yêu ơi nó cướp luôn con bùa của mình rồi cướp bùa của tôi rồi ôi trời ơi. Crazy kìa, bướm. Người ta đứng lù lù trước mặt, bà bướm bà thả cái chiêu 2 vào trong cái bức tường. Trời ơi, muốn bê tường người ta lên hay gì, mà hất tung tường luôn hay gì ta. Kỳ cục vậy. Hello, baby. Ăn rồng á. Oh, man.
tính ăn rồng à? Mấy bạn bên kia khá quá nhờ. Bầm chiêu. Bầm chiêu. Bầm chiêu, bầm chiêu. Này thì bay vào này. Bay vào này. Oh man. Rồi xong, có gươm sấm sét rồi anh em ơi. Tiếp theo thì mình sẽ lên cho nó cái giày kiên cường nhá. Tí nữa thì mình sẽ lên xong đao bão táp nữa cơ. Nhưng mà mình vẫn phải lên cái giày kiên cường trước. Khi nào mình lên xong cái trang bị xong đao bão táp thì mình sẽ bán giày kiên cường, mình sẽ lên cho nó giày hộ vệ sau nhá. Chứ bây giờ chưa có cái nội tại của xong đao bão táp mà mình không lên giày kiên cường thì nó sẽ không có được cái nội tại kháng hiệu ứng 35% đấy các bạn. Ui đồng lắm anh em ạ. Ở hung hồn trời ơi, thấy nó một cái con tướng gọi là Tara nó bật chiêu cuối. Đầu săn mình tưởng đông lắm chứ. Sợ hết hồn con trồn à. Đầu săn phang nó. Quốc nó đi. Chơi nó đi. Chạy đi đâu. Rồi xong được một mảng đầu tay rồi. Một mảng đầu tay rồi. Thôi chắc bỏ thôi. Vị tướng Bray. Ô Bray chưa chết à. Ô hay. Mình tưởng Bray chết rồi đấy các bạn. Không phải đấy, mình nghĩ rằng Bray bây chết rồi. Nhưng mà hình như là Bray bật chiêu cuối bay vào á. Emily kìa. Ui. Em đứng trong trụ mà anh cũng dám bay vào luôn hả anh? Anh biết em là ai không? Thủy Cute đây. Nó núp trong cái bụi kìa. Đậu săn nó núp trong bụi đó. Rồi nó tưởng mình không biết hay sao á. Nó núp trong cái bụi ở bên trên đấy các bạn. Đó, thò mặt ra kìa. Thôi đi về cho chắc ăn. Chẳng may nó hổ báo cáo trồn. Ê. Trời ơi, người ta đã về đến nhà rồi. Nó vẫn cố tình nó truy sát cho bằng chết thì thôi. Trời, có người gì kỳ cục. Có lớn mà sao mà nó ác độc dữ vậy. Người ta đã chạy về rồi mà nó không tha. Nó quyết tâm nó bay vào nó ăn mình cho bằng được. Nhưng mà bạn ấy sai lầm một điều. Mình là người chơi AD khá là tốt. Băng trụ như vậy mà quốc đời quốc mình thì có mà sai lầm lớn rồi đó nha. Chơi không? Thôi lấy cái trụ trước cái đã. Rồi xông lên. Bang. Piu. Trời ơi, mình tính hack não nó cơ. Ai biết thế, cứ đè thẳng người nó mà bắn là ngon rồi đấy các bạn. Mình tưởng là con Hayate nó chạy về đứng bên này. Ai biết đâu. Eo đông thế. Eo ơi, đông thế. Nó đông quá các bạn ạ. Ba thằng lận mà có thằng nhiều máu, có thằng ít máu. Illumia chơi nó không Illumia? Rồi nó thả bướm tui kìa mấy ông ơi. Bắn hộ không trúng cái. Trời, Carissi kìa, Carissi kìa. Ăn đi đâu. Oh my god. Bố mình nó sơi tái luôn rồi còn đâu. Thôi đi về, hết mana rồi. Ngon rồi đó, được cái trụ bên trên rồi đó. Hơi non, tem bạn là hơi non. Giòn mà có bảo kê được thì bắn thì thôi luôn đấy các bạn. Sướng lắm. Cái con Phoenix này. Trời ơi, bắn vậy mà hụt kìa. Ôi, căn chuẩn thế mà hụt cái ta. Bắn trúng thì nó không chết đâu, nhưng mà mình được điểm hỗ trợ. Nó còn nhiều máu quá, bắn đâu trúng được. À đâu, bắn đâu chết được. Nhưng mà mình sẽ gói được một điểm hỗ trợ chứ. Cứ được điểm hỗ trợ là ngon rồi. Đúng không các bạn? Bay một phát vào mông nè. Mình sẽ lên cho nó cái sau đó bão táp này các bạn. Sau đó bão táp xong rồi mình sẽ bắn đôi giày kiên cường đi. Và mình sẽ lên cho nó giày hộ vệ nhá. Nhưng mà lên xong đó, lên xong cái món trang bị xong đó bão táp cái đã. Ở bên dưới. Băng trúng. Đậu xanh nó trúng gió. Vãi cái trúng gió. Chán ghê anh em ơi. Bấm. Bấm 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 bấm. Piu 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 piu. Ô ô ô. Giòn này thì cái điểm lợi của vị tướng giòn nó chính là tay nó rất là dài các bạn. Thứ nhất là cái chiêu 1 của nó cũng dài. Thứ hai chiêu 2 của nó cũng dài. Cái thứ ba nội tại của nó cũng dài. Rồi đặc biệt chiêu cuối của nó thì quá dài luôn. Nó dài thòn lòn luôn đấy các bạn ạ. Né đi em ơi. Bập. Trời ơi, vậy không ăn được nữa ta. Venice làm gì? Ôi ôi, Venice rồi, vậy ăn vào mình á. Bạn đòi ăn tớ. Bạn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hí. Bập. Rồi, chết mà nè. Trời ơi, vậy mà không chết ta. Không phải, con kia nó che. Thanh niên Hayate nó che đạn cho Chrissy.
Bởi vậy chết rồi, chết bà rai rồi. Trụ nó bắn chết ngắt. Oh man, pập 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 pập. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Làm sao, làm sao, làm sao? Ô kìa, đuổi theo kìa. Ghê vậy, solo nào? Nào, solo nào? Ừ, ui dạy Millie kìa. Ơi giời, sai lầm tuổi trẻ ra đây chứ đâu. Bạn ơi, mình đã tốc biến qua như vậy, bạn cứ để cho tớ xử nó cho. Mấy cái thanh niên tuổi trẻ chưa biết suy đời này, để mình xơi hết. Ôi ôi, chơm lưng như cú gừng mà cuối cùng không ăn được. Bộ mình nó lụm tiêu luôn, mất tiêu luôn. Mình tốc biến qua là mình chơi nó rồi đó. Ai ngờ đâu bộ mình nó còn nhanh tay hơn nữa. Một phát nè, rồng đi anh em. Đó, bán này đi lên giày hộ vệ, đó. Giờ mình sẽ lên cho nó cái kiếm Muramasa nhá. Muramasa cộng thêm với cả cái giáp hộ mệnh nữa là full trang bị thôi. Bùm chiêu. Nào vào đây. Bay hết vào đây. Wow, Amelie kìa, ui. Hổ báo thế. Hổ báo thế. Này thì xạo này, chết ăn chưa cho ăn trừ à. Ăn hư hả? Biu biu, quấn cho bắn nát mông luôn. Còn ai nữa không? Biu pa 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 pa. Sấy kìa. Hổ báo cáo trồn. Trời, mình làm màu cho anh em ăn quá trời đấy nha. Lượm cái trụ luôn xong rồi đi về. Không phải đi về mà mình lùi về ấy các bạn. 3, 4. Rồi, thấy nó nè. Hay quá, tôi ơi. Đang lên cho nó cái kiếm Muramasa các bạn ạ. Ra lượm bùi xanh cái đã coi. Biu. Thời tới rồi. Trời ơi, chết thế. Từ từ chết con nào. Bắn đẹp như thế luôn, không trúng ai hết trơn. Bright thì mình nói con 2 các bạn. Sắp mặc lờ cho bạn. Đùng chiu. Anh em xem clip của mình đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nhá. Bạn nào muốn nick thì vô số nick của mình dưới phần mô tả video ấy nha. Nếu có lỗi lầm gì thì cứ nhắn tin vào fanpage hỗ trợ cho mình. Ở trong cái shop của mình luôn đấy nhá. Biu. Bèo. Bắn đã quá anh em ơi. Do tầm này bắn sướng nhất rồi này, full đồ rồi. Bắn thì gọi là quá phê luôn. Bắn quá phê luôn. Chơi luôn anh ơi. Bay vào chơi anh ơi. Trời ơi, sấy kìa. Trời ơi, nó sấy kìa. Các bạn thấy thanh niên support này đánh cứ đứng bảo kê mình không? Trời ơi, đứng đằng sau mình. Tại bạn ai mà bay vô một cái là nó bụp một cái luôn. Bây giờ nó bỏ đi luôn rồi. Vừa mới nó bỏ đi cái quay mặt tới liền. Bắn sướng quá đi anh em ơi. Chà, ừ, 6 kêu, 7 kêu, không phải, 7 kêu, oh yeah, 7 kêu luôn rồi. Ngon rồi, Amelie bật chiêu cuối luôn rồi. Bạn ơi đang hủ báo cao trồn bay ra cân 3, cân 4. Wow, hai tay bạn xuất hiện. Mình bắn cái niêu ngồi tại này, chơi này. Ôi, giò rồi, hai tay kìa. Ôi, Amelie này, sao thế nhờ? Sao mà chết như nhai thế này ta? Chán thật sự luôn. Bất tử các bạn ạ. Trận này mình bất tử luôn nhá. Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nhá. Nếu thấy hay cho một like. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Clip của mình từ đây đã kết thúc mất rồi.